Chào các bạn, đây là môn kỹ thuật lập trình mã số 1027. Phần này chúng ta sẽ thảo luận về đệ quy. Đệ quy là một kỹ thuật mà các bạn sẽ thấy rất là nhiều từ đây trở về sau khi các bạn lập trình, bởi vì nó tương đối là một kỹ thuật khá là mạnh trong lập trình ha. Nó sẽ giúp cho các bạn giải quyết nhiều bài toán phức tạp một cách đơn giản. Tuy nhiên, cái gì nó cũng có hai mặt, thì các bạn hãy chú ý khi nào các bạn cần và khi nào các bạn không cần sử dụng đệ quy. Phần này chúng ta sẽ thảo luận kỹ về cái đó. Thì đầu tiên chúng ta nói qua về cái khái niệm đệ quy đã. Thì đệ quy là một cái phương pháp giải quyết bài toán khác so với cái phương pháp giải quyết bài toán mà các bạn đã gặp trước đó. Thì về nguyên lý, nếu như các bạn còn nhớ, chúng ta nói về nguyên lý lập trình thì một trong những nguyên lý cơ bản khi các bạn giải quyết bài toán đó chính là chia nhỏ bài toán ra. Hay nói cách khác là chúng ta không nên giải quyết một bài toán lớn ngay từ đầu mà các bạn cắt nó ra thành nhiều bài toán nhỏ để các bạn giải quyết. Đó là cái nguyên lý cơ bản, đúng không nào? Như vậy thì đệ quy là gì? Đệ quy là một cái thuộc tính mà cái hàm nó được gọi trong chính cái hàm đó luôn. Thì chúng ta đã học về hàm trong cái phần trước, chúng ta đã thảo luận về hàm rồi. Thì các bạn sẽ thấy là trong một cái hàm, khi các bạn gọi cái hàm khác thì nếu như cái hàm khác mà bạn gọi chính là cái hàm này luôn thì nó gọi là đệ quy. Vậy thì nguyên lý cơ bản ở đây là gì? Nguyên lý cơ bản ở đây là các bạn sẽ định nghĩa lời giải của một cái bài toán lớn bằng lời giải của những bài toán nhỏ hơn. Được chưa? Đây là nguyên lý cơ bản của đệ quy. Nó không có gì phức tạp hết. Và khi các bạn làm như vậy thì sẽ đến một lúc mà cái bài toán của bạn không thể chia nhỏ được nữa. Mà khi cái bài toán của bạn không thể chia nhỏ được nữa thì tất nhiên là bạn đã có lời giải cho nó rồi. Như vậy thì các bạn phải định nghĩa được một tập những cái lời giải cơ bản cho cái bài toán của mình. Được không? Thì đó là hai cái quy tắc cơ bản của đệ quy mà các bạn cần tuân thủ. Thì ở đây chúng ta có một cái ví dụ rất là đơn giản. Ví dụ đầu tiên là ví dụ về cái hàm giai thừa. Thì các bạn biết rồi giai thừa là gì? Giai thừa là f n bằng tích từ 1 tới n của các số đó, đúng không? Của y, đúng không? Thì nếu như chúng ta triển khai cái này thì các bạn có 1 nhân 2 nhân chấm 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 tới n. Nhưng mà nếu như chúng ta viết lại theo cái kiểu là 1 nhân 2 nhân n trừ 1 nhân cho n. Như vậy thì cái này chính là n trừ 1 giai thừa. Đúng không? Như vậy các bạn dễ dàng các bạn viết được một cái công thức là fn bằng f của n trừ 1 nhân cho n. Thì cái công thức này chúng ta hay gọi là recurrent equations, hay còn gọi là phương trình hồi quy. Thì hầu hết nếu như các bạn giải quyết một bài toán mà các bạn có thể định nghĩa được cái giải thuật hoặc là cái công thức giải của bài toán đó ở dạng phương trình hồi quy thì bạn hoàn toàn có thể viết đệ quy được. Thì ở đây các bạn để ý cái hàm factorial này nó có hai thành phần. Thứ nhất là cái thành phần đệ quy, tức là định nghĩa bài toán bằng một cái bài toán nhỏ hơn. Được chưa? Rồi. Cái thành phần thứ hai mà các bạn thấy ở đây đó chính là lời giải cơ bản, Bayes solution ở đây. Giai thừa của không là một. Chấm hết. Được chưa? Như vậy đệ quy khá là đơn giản, các bạn cần rất là cẩn thận khi các bạn định nghĩa cái bài toán đệ quy. Đặc biệt là trong trường hợp các bạn thấy ở ví dụ này thì các bạn thấy nó đơn giản, nhưng mà có những bài toán đệ quy nó không đơn giản như vậy thì các bạn chú ý ha. Rồi, bây giờ chúng ta nói qua về cái ví dụ thứ hai, đó là về dãy Fibonacci. Thì các bạn có gì? Fibonacci bắt đầu bằng bài toán lớn là số thứ n. Theo định nghĩa thì số thứ n này bằng số thứ n trừ 1 cộng cho số thứ n trừ 2, tức là bằng hai số trước đó cộng lại với nhau. Và đương nhiên khi bạn break down cái bài toán này thì sẽ đến một lúc mà sẽ đến cái lời giải ban đầu, lời giải cơ bản á, là số đầu tiên, hai số đầu tiên của chúng ta là một. Được chưa nào? Rồi, vậy nếu như hai số đầu tiên của bạn là một thì đây là Bayes solution. Rất là dễ ha. Rồi. Như vậy thì những cái vấn đề mà các bạn hay gặp trong đệ quy á, thì cái vấn đề cơ bản đầu tiên đó chính là vấn đề về kết thúc đệ quy.
Thì thường chúng ta sẽ hay bị sót cái điều kiện này. Có thể là các bạn nghĩ là nó rất là bình thường, nhưng mà thỉnh thoảng các bạn vẫn sẽ quên nhé. Thì cái điều kiện dừng của đề quy rất là quan trọng. Ví dụ ở đây bạn thấy là cái hàm này bằng Fn-1, như vậy thì cái lời gọi đề quy bạn nó gọi hoài cho đến một lúc nào đó mà bạn phải dừng lại, thì cái điều kiện này chính là điều kiện dừng mà chúng ta phải có, được chưa nào? Rồi, đây là một ví dụ rất là đơn giản để cho các bạn hình dung. Ở đây chúng ta có cái hàm giao thừa ha, nhận vào đối số là n. Ở đây các bạn có cái định nghĩa đề quy đó là gì, là n nhân cho giao thừa của n trừ 1. Thì công thức hội quy như thế nào, viết y chang như vậy. Rồi các bạn có đây là điều kiện dừng, hay nói cách khác nó chính là Bayes solution, tức là giao thừa của không là một. Ok, khá là đơn giản. Thì nếu như các bạn đi phỏng vấn mà người ta kêu bạn viết hàm đề quy mà bạn xin lỗi, kêu người ta kêu bạn viết cái hàm giao thừa mà bạn viết bằng đề quy thì chắc là bạn sẽ rớt, tại vì sẽ không ai viết giao thừa bằng hàm đề quy hết, mà người ta dùng phép lập là đủ rồi ha. Tại vì các bạn thấy cái cách gọi này nó rất là tốn kém ha, nó rất là không hiệu quả. Ở đây lại là một cái ví dụ khác cho các bạn. Ở đây là ví dụ về dãy Fibonacci. N ở đây là số thứ n trong cái dãy Fibonacci đó. Như vậy thì cái định nghĩa bài toán viết như thế nào thì viết lại y chang như vậy, tức là số thứ n bằng số thứ n trừ 1 cộng số thứ n trừ 2, tức là hai số trước đó. Như vậy thì điều kiện dừng cơ bản của bài toán này là nếu như n mà nhỏ hơn hoặc bằng 2, tức là hai số đầu tiên, thì là 1 ha. Thì một lần nữa các bạn nhìn thấy ở đây, Fibonacci cũng là một bài toán thú vị, nhưng nếu như các bạn viết bằng đề quy thì chắc là các bạn sẽ rớt ngay từ dòng gửi xe, tại vì không ai viết tính dãy số Fibonacci bằng đề quy cả. Mặc dù đúng công thức của nó là đề quy đó, nhưng mà bạn mà viết một cái hàm đề quy như thế này thì rất là không hiệu quả, và nó rất rất là không có hay ha. Rồi, bây giờ chúng ta nói qua về một cái dạng đề quy khác mà không phổ biến lắm nhưng mà cũng có. Dạng này gọi là indirect recursion, hay còn gọi là đề quy gián tiếp. Thì bản thân cái tên nó đã cho các bạn biết cái thông tin đủ rồi ha. Thì ý nghĩa của cái chuyện đề quy gián tiếp này là gì? Các bạn quan sát cái hàm mà tôi đang có ở trên cái code mẫu này, hàm FA. Hàm này nó có công thức là N nhân cho FB. Rồi cái hàm FB này nó lại có công thức là N nhân cho FA. Hai hàm này đều có điều kiện dừng là N nhỏ hơn hoặc bằng 1 thì đều trả về 1 hết. Được chưa? Nó đều có điều kiện dừng. Như vậy cái mà các bạn đang quan sát ở đây là gì? Là FA, FB. FA sẽ gọi FB và FB lại gọi ngược lại FA. Như vậy chỗ này các bạn thấy một cái vòng, đúng không? Hay nói cách khác là nếu như bạn gọi FB thì FB gọi FA rồi cũng gọi lại FB. Như vậy các bạn thấy đây cũng có một cái vòng lặp. Tức là đằng nào FA cũng sẽ gọi lại chính nó, nhưng mà nó không có gọi trực tiếp mà nó gọi gián tiếp thông qua cái hàm FB. Tương tự FB cũng sẽ gọi lại chính nó nhưng mà không có đi trực tiếp mà là gián tiếp qua hàm FA. Như vậy cả FA và FB trong trường hợp này là hai cái hàm đề quy gián tiếp, được chưa nào? Để dễ hình dung hơn thì các bạn sẽ có thể ghi một cái công thức hội quy như sau: FA của n bằng n nhân cho FB của n trừ 1, tức là triển khai tiếp bằng n nhân cho n trừ 1 FA của n trừ 2. Như vậy cái công thức hội quy của FA lúc này các bạn có là FA bằng n nhân n trừ 1 nhân cho FA của n trừ 2. Đây chính là công thức hội quy. Được chưa nào? Rất là dễ hiểu, phải không? Rồi. Thì cái này gọi là đề quy gián tiếp. Thì trong đề quy chúng ta chia ra nhiều loại để cho các bạn dễ hình dung. Cái loại đầu tiên mà chúng ta chia ra đó chính là đề quy đuôi. Thì đề quy đuôi có nghĩa là gì? Đề quy đuôi có nghĩa là cái lời gọi đề quy của bạn nó nằm ở cuối hàm, hay nói cách khác là
Khi bạn thực hiện xong cái lời gọi để quy đó, bạn trở lại cái hàm gọi của nó thì không còn gì để thực thi nữa và kết thúc luôn. Ha. Như vậy đây là một cái ý rất là quan trọng mà các bạn cần lưu ý. Cái dạng thứ hai đó là để quy đầu. Để quy đầu là gì? Để quy đầu là chúng ta vừa vào cái hàm đó là chúng ta gọi để quy liền luôn. Được chưa? Rồi thường phổ biến nhất á, là các bạn có để quy giữa hoặc là còn gọi là multi recursions. Thì có nghĩa là bạn sẽ gọi để quy nhiều lần nhưng mà đâu đó trong cái thân hàm chứ không nhất thiết phải là ngay khúc đầu, cũng không nhất thiết ở cuối cùng. Ha. Rồi cái dạng để quy này là chúng ta mới vừa nói trước đó đó là để quy mà hàm này gọi hàm kia rồi hàm kia gọi ngược lại hàm này. Nhưng mà cái này chính là để quy gián tiếp. Được chưa? Thì đây chỉ là những cái khái niệm phân loại thôi để cho các bạn biết. Thì có những cái dạng để quy mà các bạn khi gặp nó là các bạn hoàn toàn có thể khử được nó luôn, tức là các bạn không cần phải viết một cái hàm để quy cho bài toán đó. Hả? Thì đầu tiên chúng ta muốn khử để quy, các bạn phải biết cái loại của để quy đã. Thì bây giờ chúng ta khử để quy có nghĩa là chúng ta chuyển lời giải của chúng ta từ cái dạng để quy sang dạng phép lập. Nhưng khi các bạn chuyển từ để quy sang phép lập thì nó có vấn đề gì? Ở đây chúng ta sẽ thảo luận là cái lợi thế của hai cái phương pháp này nó như thế nào. Thì các bạn sẽ thấy là gì? Để quy, bản chất của để quy là hàm gọi hàm. Như vậy mỗi lần bạn gọi hàm thì bạn sẽ gặp một cái vấn đề là bạn tốn chi phí gọi hàm. Hay nói cách khác là cái overhead của cái lời gọi để quy là có. Như vậy bạn sẽ cân nhắc là liệu cái việc mà tôi gọi để quy đó có thực sự là cần thiết hay không? Bởi vì nếu như tôi gọi để quy mà 1 triệu lần, 1 tỷ lần thì cái overhead của tôi quá lớn và thời gian thực thi là không thể chấp nhận được. Được chưa nào? Nhưng mà nếu như cái số lời gọi để quy của tôi nó không có quá nhiều nhưng mà nó vẫn giúp cho tôi giải được bài toán thì tôi có quyền nói rằng ok, tôi sẽ viết để quy. Tại vì lúc này nó sẽ có một cái lời giải dễ đọc, dễ hiểu, dễ hiện thực hơn rất nhiều so với một cái lời giải phép lập. Đúng không nào? Như vậy cái lưu ý của chúng ta đầu tiên ở đây là bạn chọn, bạn luôn luôn có quyền lựa chọn là viết code để quy hay viết code lập. Và một cái điều lưu ý là bạn luôn luôn có thể giải bài toán để quy bằng phép lập. Nghe thì nó có vẻ hơi 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 lạ nhưng mà đó là sự thật. Bạn hoàn toàn có thể khử được để quy nếu bạn muốn. Nhưng mà cái vấn đề bạn khử để quy đó nó không dễ. Đôi khi là các bạn phải vận dụng những cái cấu trúc dữ liệu rất là phức tạp hoặc là những cái kỹ thuật xử lý phức tạp để các bạn giải quyết chuyện đó. Thì phần này tôi sẽ giới thiệu cho các bạn sau trong những cái buổi trên lớp ha. Rồi, bây giờ chúng ta nói về cái phép lập. Thì tại sao lại có cái vấn đề so sánh giữa phép lập và để quy đây? Bởi vì những cái giải thuật mà các bạn hiện thực bằng phép lập á thường là nó hiệu quả hơn nhiều so với để quy. Tại vì bạn biết để quy á đọc thì đẹp đó nhưng mà thực thi chưa chắc đã đẹp, tức là mất thời gian rồi tốn không gian vô mà cái kiểu, nhưng mà phép lập thì nó chạy đẹp hơn rất nhiều. Hả? Đó là những cái mà tôi muốn các bạn lưu ý. Rồi, vậy thì ở đây câu hỏi đặt ra là chúng ta có cần để quy hay không? Tại sao chúng ta lại cần nó? Thứ nhất là viết để quy nó dễ hơn rất nhiều. Các bạn thấy những cái code nãy giờ có 2 3 dòng thôi và cái code của bạn nó sẽ sạch sẽ hơn và dễ đọc hơn. Đó là những cái ý quan trọng của để quy. Như vậy thì khi nào các bạn cần chọn để quy? Ở đây tôi có một số cái nốt cho các bạn ha. Thứ nhất là những cái ý khi bạn lựa chọn để quy á là như thế này. Đầu tiên các bạn sẽ thấy là cái code để quy rất là dễ hiện thực. Đúng không nào? Như vậy nếu như các bạn muốn hiện thực nhanh một cái giải thuật nào đó bằng để quy và giả sử là có cái cách để giải quyết nó theo cái hướng để quy thì bạn có thể chọn cái lời giải này. Đúng không? Nhưng mà các bạn cũng lưu ý là các bạn chỉ được chọn cái giải thuật để quy nếu như cái lời giải của bạn nó nằm trong cái giới hạn nhất định. Tại vì khi bạn gọi để quy không có gọi vô hạn được mà nó có một cái số lần gọi giới hạn thôi.
Tức là cái độ sâu của lời gọi đại uy lúc này á, nó bị giới hạn bởi một số cái yếu tố, bao gồm là kích thước của stack và những cái biến cục bộ ở trong cái hàm đại uy. Hả? Cái này nó khá là nhiều cái thứ quan trọng. Tôi sẽ demo cũng như là thảo luận với các bạn trên lớp. Rồi. Vấn đề nữa là khi bạn khử đại uy á, thì cái việc khử đại uy đó có đáng hay không? Tại vì nếu như các bạn thực hiện một cái giả thuật đại uy mà các bạn thấy là performance của nó đã đủ tốt rồi, thì các bạn không nhất thiết phải khử đại uy, bởi vì một khi mà bạn khử đại uy chuyển nó thành một cái giả thuật lập á, thì thông thường các bạn sẽ phải xử lý dữ liệu trên cái stack. Hả? Mà cái này thì nó không phải là quá khó, nhưng mà nó cần khá là nhiều cái kiến thức cũng như là cái sự tinh tế trong cái thiết kế giả thuật của các bạn. Thì nếu như có thời gian trên lớp mà các bạn quan tâm tới vấn đề này thì các bạn hỏi tôi sẽ chỉ cho các bạn ha. Rồi, cuối cùng là gì? Cái vấn đề về hiệu suất của cái code, tức là các bạn có thực sự quan tâm tới cái hiệu suất của chương trình trong cái giả thuật đó hay không? Thì nếu như cái giải thuật này các bạn muốn chạy chậm chậm cũng không sao, thì ok, cứ viết đại uy thôi. Nhưng mà nếu như là cái giải thuật đó cần thực thi nhanh nhất có thể cho một cái bài toán nào đó real time chẳng hạn, thì các bạn phải cân nhắc cái chuyện là làm sao để chuyển cái bài toán từ đại uy qua qua phép lập để tối ưu hóa cái hiệu suất nhé. Rồi, thì nếu như các bạn nhìn vô cái trò chơi này thì các bạn dễ dàng biết là trò chơi này là trò chơi gì. Tôi chưa bao giờ tôi mua cái này để tôi chơi cả. Nhưng mà tôi nhớ là có một cái game show hồi xưa cho sinh viên, là mấy bạn sinh viên chia làm hai đội lên chơi cái trò Tháp Hà Nội này. Thì hình như tôi nhớ không lầm là có khoảng chừng 7 cái tháp. Hả? 7 cái là nhớ chết rồi. Khi các bạn học về phân tích cái này, đặc biệt là khi các bạn quay trở lại môn những cái môn học sau á, khi mà tôi nhắc kỹ về cái này, các bạn sẽ thấy là số lượng step của cái bài toán này nó nhiều kinh khủng, đâu đó cỡ chừng 128 bước. Mà nhớ hết tất cả 128 bước là một câu chuyện không dễ. Nhiều khi các bạn xài những cái trick này nọ thì ok, đó là chuyện của các bạn thôi, nhưng mà rõ ràng đây là một bài toán không 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 dễ để viết cái giải thuật lập, nhưng mà viết giải thuật đại uy thì lại rất là đơn giản. Tôi sẽ cho các bạn coi qua cái code demo một tí ha. Rồi, đầu tiên là chúng ta sẽ viết một cái code. Xin lỗi. Chúng ta sẽ viết một cái code để demo cái chuyện xử lý dãy số Fibonacci đi ha. Tôi có một cái hàm tạm gọi là hàm Fibo, nhận vào đối số là n, là cái số thứ n trong dãy Fibonacci. Như vậy đầu tiên tôi sẽ viết cái điều kiện dừng, tại vì cái này tôi sẽ dễ quên lắm nên tôi sẽ viết điều kiện dừng là nếu như n nhỏ hơn 3 thì tôi sẽ trả về 1. Dễ đúng không nào? Bây giờ nếu như các bạn biết cái này theo giả thuật đại uy thì các bạn biết rồi, cho nên là ok, tôi sẽ viết cái giả thuật đại uy trong trường hợp này luôn, là trả về Fibo của n trừ 1 đúng không, cộng cho Fibo của n trừ 2. Rồi, cái này thì nhìn nó đơn giản nhưng mà bạn sẽ thấy là đó là một cái cách tệ nhất để các bạn có thể hiện thực được. Và tôi sẽ viết một cái hiện thực khác của hàm Fibo này, nhưng mà dùng phép lập để cho các bạn thấy là cái vai trò quan trọng của cái việc phân tích và lựa chọn lời giải trong cái giải thuật ha. Rồi, tôi sẽ gọi Fibo, và lúc này tôi gọi là Fibo optimal thì cái quy ước ha. Thôi tôi để vậy đi. Ok, mọi thứ sẽ bình thường bởi vì tôi sẽ cần một cái biến hai cái số đầu tiên f0 bằng 1, f1 cũng bằng 1 luôn. Được chưa? Rồi,
Rồi tôi cần một cái biến F2 nữa. Ok. Ok, điều kiện dừng của tôi là nếu như n nhỏ hơn 3 thì vẫn vậy, tôi sẽ return một. Tôi không cần làm gì hết. Nhưng mà nếu như n không nhỏ hơn 3 thì tôi sẽ làm cái vòng lặp này. While n vẫn còn nhỏ hơn 3. Tôi sẽ làm gì đây? Tôi sẽ lấy F2 bằng F1 cộng F0. Rồi F0 bằng F1. Rồi F1 bằng F2. Ok. Rồi. Như vậy thì mọi chuyện có vẻ ổn đúng không nè? Như vậy kết thúc cái vòng lặp này, các bạn chỉ cần return F2 là đủ. Nhưng mà các bạn sẽ dễ quên một thứ là các bạn chưa có gì update cái n, đúng không nào? Nên tôi sẽ làm cái này để tôi update cái n. Có rất nhiều cách, nhiều bạn viết cẩn thận thì các bạn sẽ viết như thế này, được không? Tôi thì tôi không thích viết như vậy, tôi thích viết như thế này cũng không sao hết. Nhớ nha, nếu các bạn đã học về cái này rồi nên tôi sẽ không nhắc lại. Rồi ok, mọi chuyện có vẻ là ổn đúng không? Rồi bây giờ tôi sẽ test cho các bạn coi. Đầu tiên là tôi chạy cái Fibo. Fibo của n. Tôi copy dòng này xuống và tôi chạy tiếp cái Fibo của n, nhưng mà Fibo này là Fibo optimal. Như vậy chỗ này tôi cần n. Ok. Rồi. Tôi sẽ chạy cho các bạn coi. Nếu như tôi tính Fibonacci mà số nhỏ thôi, cả chừng 7 thôi, thì các bạn gần như có kết quả ngay tức thì đúng không? Bây giờ tôi chạy lại cái số này, nhưng mà tôi cho số lớn lớn một tí, khoảng 50 đi. Chà, đợi lâu quá. Các bạn sẽ phải đợi khá lâu đó. Tại vì với một cái con số lớn như vậy thì cái overhead gọi hàm lúc này của các bạn rất rất là nhiều luôn, và những cái giá trị mà các bạn tính đi tính lại cũng rất rất nhiều luôn, dẫn đến là các bạn sẽ thấy là cái con số này nó không hiệu quả. Chắc là tôi sẽ không đợi tới 50 đâu, tôi sẽ chạy thử với 20 thôi để cho các bạn hình dung. 20 thì cũng còn nhanh đúng không? Ok, lên 30 nè, cũng được. 40 nè. Như vậy các bạn thấy là khi tôi chạy với 40 á, cái lời gọi Fibo nó tốn một khoảng thời gian nhất định. Kết quả thì ra như nhau. Bây giờ tôi sẽ đo cho các bạn coi cái thời gian chạy ha. Ok, tôi sẽ đo cho các bạn coi thời gian chạy. Ok, chúng ta có ET trừ BT chia cho drop per second. Chúng ta có sao nhỉ? Tôi sẽ copy cái đoạn này để cho các bạn hình dung được là chúng ta đang đối mặt với cái gì. Ok. Rồi, hồi nãy chúng ta chạy thử với 40 đúng không nè? Tôi sẽ chạy lại 40 cho các bạn coi. Thời gian thực thi của
40 là khoảng 0,4 giây đúng không? Rồi. Khoan nữa nè. Tôi có update cái gì sai không? Update BT. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta lên 50 nha. 45 đi. Hình như là có cái gì đó sai sai đúng không? Để tôi check lại nào. À, xin lỗi. Tôi gọi đúng cái hàm Fibo, chỗ này tôi phải gọi Fibo optimal mới đúng. Rồi. Chạy lại cho các bạn xem ha, chúng ta bắt đầu từ 40 đi. Ok. Thì các bạn sẽ thấy là gần như là cái hàm lập của các bạn trả về kết quả ngay lập tức. Tức là các bạn chỉ tốn có khoảng 3 ms để thực thi cái giải thuật lập, trong khi đó các bạn tốn khoảng chừng 0,4 giây để chạy cái giải thuật DEWY đó. Bây giờ nếu như tôi chạy 45, các bạn sẽ thấy một cái câu chuyện ở đây là gần như cái thời gian thực thi của cái giải thuật lập đó là không thay đổi nhiều. Chắc chắn rồi, tại vì bạn lập có 45 lần, nhưng mà đối với chính xác là 43 lần. À, còn đối với cái giải thuật kia thì cái thời gian nó tăng lên đáng kể, từ 0,4 giây lên 4,5 giây đúng không? Và đương nhiên các bạn hiểu lý do tại sao tôi không đợi tới 50, tại thời gian nó thực thi quá nhiều. Đó là một trong những cái lý do mà các bạn thấy là cái hiệu quả thực thi rất là quan trọng. Rồi, tôi sẽ viết nhanh cho các bạn cái phân tích giải thuật của cái bài toán tháp Hà Nội. Và đương nhiên có nhiều cái phân tích khác trong cái giải thuật tháp Hà Nội mà các bạn chúng ta sẽ thảo luận trên lớp ha. Nhưng mà ở chỗ này tôi sẽ thiết kế nhanh cái giải thuật đó cho các bạn coi. Thì đầu tiên là các bạn hiện thực cái giải thuật tháp Hà Nội thì các bạn cần cái gì? Các bạn cần hiện thực cái chuyện là làm sao để di chuyển một cái một à các bạn biết cái bài toán tháp Hà Nội đó chưa nhỉ? Là các bạn có ba cái cột hả? Trên mỗi cái cột đó người ta để một số cái đĩa, thì quy tắc là cái đĩa to sẽ nằm ở dưới và cái đĩa nhỏ hơn nằm ở trên. Như vậy các bạn cần là gì? Di chuyển tất cả các đĩa từ cái đĩa ban đầu, từ cái cột ban đầu đến cái cột mục tiêu. Đó là mục tiêu của bài toán. Bài toán là yêu cầu các bạn làm sao để di chuyển những cái đĩa từ cái cột này qua cái cột đích, và có một cái cột trung gian để hỗ trợ các bạn. Được chưa? Như vậy thì đứng về mặt thiết kế bài toán, các bạn sẽ cần phải hiện thực một cái hàm để di chuyển n cột đó. Được không? Như vậy chúng ta thiết kế cái hàm đó tên là move. Được không? Hn. Rồi, cái hàm này sẽ nhận vào đối số là gì? Đầu tiên tôi cần biết là bạn muốn di chuyển bao nhiêu cái đĩa. Như vậy tôi cần cái thông số n. Tôi cần biết là bạn muốn di chuyển từ cái cột nguồn là cột nào. Tôi cần biết là các bạn muốn cột đích là cột nào. Tôi cần biết cái cột trung gian là cột nào. Ok. Vậy thôi. Đủ rồi chưa? Đủ rồi ha. Như vậy cái này là một cái hàm. Hàm này có cần trả về giá trị không? Không. Như vậy tôi để tạm void. Được chưa? Rồi. Như vậy thì trong cái tình huống này các bạn sẽ cần làm gì? Lời giải của cơ sở là khi tôi chỉ có một đĩa thôi thì cái phép di chuyển này rất là đơn giản đúng không? Nếu n nhỏ hơn 2. Ok. Thì câu chuyện ở đây là các bạn sẽ xuất ra move qua modis to test đúng không? Chuyển một cột từ cái cục chuyển một đĩa từ cột nguồn sang cột đích đúng không nè? Ok. Rồi. Như vậy thì nếu như n mà không nhỏ hơn 2
thì có nghĩa là các bạn phải đi giải cái bài toán tổng quát đúng không nào? Nếu như vậy thì nếu tôi muốn chuyển n đĩa từ cái cục nguồn qua cục đích, mà quy tắc của tôi là cái đĩa lớn nhất nó phải nằm ở dưới, như vậy tôi phải di chuyển n trừ một cái đĩa ở phía trên cục nguồn qua cái cục trung gian trước đúng không nào? Như vậy tôi sẽ cần move n trừ một cái đĩa từ cái cục nguồn đúng không? Cái cục đích lúc này là cục nào? Cục đích lúc này là cái cột enter đúng không, và sử dụng cái cột dash làm cột trung gian. Xong rồi tôi sẽ di chuyển đúng một đĩa từ cái cột nguồn sang cái cột đích, cái này không quan trọng nữa, tôi muốn để bao nhiêu cũng được. Và cuối cùng là tôi sẽ di chuyển n trừ một đĩa từ cột nguồn, ở đây chính là cái cột enter được không, là cái cột trung gian hồi nãy các bạn đem n trừ một đĩa qua và đem qua cái cột đích, và đương nhiên cái cột nguồn này sẽ là cái cột trung gian được không nào. Rồi như vậy đó là cái hiện thực cơ bản của tháp Hà Nội. Như vậy chỗ này tôi sẽ viết nhanh cho các bạn luôn cái tháp Hà Nội đó. Chúng ta sẽ đơn giản, chúng ta gọi move Hà Nội n, cột nguồn là 1, cột đích là 3, cột trung gian là 2. Ok. Rồi. Tôi sẽ chạy cho các bạn trong cái điều kiện lời giải đầu tiên là có 3 đĩa. Thì nếu như các bạn có 3 đĩa thì các bạn sẽ đem một đĩa từ 1 qua 3, xong rồi đem một đĩa từ 1 qua 2, rồi đem từ 3 qua 2 đúng không? Và tiếp 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 các bạn có khoảng 7 bước. Cái này thì dễ rồi, nhìn vô là biết là phải làm gì rồi đúng không? Bây giờ các bạn thử chạy với 7 thì các bạn sẽ thấy là số bước ở đây cũng rất là nhiều. Sơ sơ là có 128 bước, chính xác là 127 bước. Nè. Tại sao? Tại vì nó là 2 mũ 7 trừ 1. Ok. Rồi, chi tiết về cái giải thuật đề quy cũng như những cái vấn đề khác trong đề quy thì tôi sẽ nói trong phần sau. Ha? Các bạn cố gắng thực tập thêm về cái đề quy và cố gắng đưa ra những cái câu hỏi cũng như là nốt lại những cái vấn đề mà các bạn gặp trong cái phần này trước khi chúng ta thảo luận trên lớp nhé.